đéo thể tin nổi các bạn ạ. Thực sự là đéo thể tin nổi. Không phải là tôi nói là cái cửa này bẩn đâu, mà 90 tai này, bây giờ còn một tai duy nhất đang nằm trong trọng không ở đây này. Chính như cả cánh đồng rồi, còn duy nhất một con cò này. Anh em là nhanh chân xúc nốt anh em nha, còn một cái duy nhất này. Anh em nào mua thì để vào số, nhắn tin vào fanpage giúp mình thật nhá. Còn duy nhất một cái trọng không luôn đây. Cả tủ không còn một cái tai nào gọi là iBot gì nữa. Hết sạch. À, sau đây là bản tin của phụ kiện điện thoại ngon vừa rẻ, thông báo với bà con là tổng là 110 cái tai nghe iPod mini tại của cửa hàng đã hết trong phòng chưa đầy 24 giờ. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ cửa hàng, và đến thời điểm này là không còn tai nghe iPod mini nữa, nên anh em vui lòng không đặt hàng nữa, hôm khác về tôi hú cho. Còn may không còn một cái nào nữa, hết rồi. Châu chậu thì vào uống nước đục. Đó, chính vì thế cho nên anh em thật chiều nay, từ giờ đến chiều anh em mà hỏi tai iPod nữa, hỏi tầm này chỉ có đánh nhau rồi, đang nắng. Ok, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ anh em nhé.